Đời sống miệt thứ, bạn đã làm gì hôm nay? Nhắc đến miệt thứ, vùng sông nước chạy dài qua hai huyện An Biên và An Minh, theo dòng người kênh sáng Sài Đô, tỉnh Kiên Giang, thì người miền trong nghĩ ngay đến cảnh xa xôi, cách trở, người thưa nhà vắng, nước mặn đồng khô. Nhưng ngày này đã thật sự xa rồi. Giờ về miền núi, bao người cũng chờ đón vùng đất anh hùng có người nghỉ khí ngày nào đang đợi hay tỉnh hạn. Đó là đường xá thẳng tắp, cầu nối đôi bờ, đi lại rất là thuận tiện. Thị trấn thứ 11 giờ là trung tâm giao thương kinh tế của cả huyện An Minh và cả vùng miền núi. Các chợ thứ 7, thứ 9 chạy dọc ngang quốc lộ 63, tấp nập người mua kẻ bán nhộn nhịp như phố thị. Dẫu vậy, dù có phát triển như thế nào, miệt thứ vẫn giữ được cho mình sự yên tĩnh, thanh bình ở nơi đây. Vào những buổi sáng sớm hay chiều muộn, không khó để bắt gặp những chiếc xuồng nhỏ trên sông trôi chậm chậm, người dân thả từng mẻ lưới gỡ từng con cá. Hay giữa trưa hè nắng oi ả, bà con vẫn kiên nhẫn lột vỏ từng cây tràm chuẩn bị các nhà mới. Và tiếng rao bán hàng lâu lâu vẫn vang lên kêu réo tụi trẻ con. Và trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, người dân miền núi cũng đã vào cuộc nỗ lực thực hiện tuyên truyền, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công văn số 719 ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Bà con đã thực hiện một cách nghiêm túc, góp phần bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình, gìn giữ sự bình yên, thanh bình vốn có của nơi này.